Đây mọi người nhờ. Này là bã của cái này kêu bằng bánh mì. Bánh mì người ta trong cái lò bánh mì người ta bỏ ra mấy cái bánh mì hư hỏng nè, mấy cái bột gạo nè. Thì mua về đây thì nó khoảng 2.000 đồng ký. Thì nó khô luôn nha. Mình pha nước chắc khoảng 2 ký nước thì nó ra được cái độ ẩm giống vậy nè. Mình xịt nước vô thì độ chừng thôi, cũng không biết phải 2 ký nước không đây. 2 lít nước không, nhưng mà nó dẻo giống vậy nè. Thấy tốc độ ăn kinh khủng của nó chưa? Này mới bỏ vô khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ nó ăn vậy đây. Trong bánh mì này nó có cái bột màu, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tùm lum hết. Mà ấu trùng này nó ăn, hôm nay nó chưa chết nha mọi người. Nên mấy cái phẩm màu trong mấy cái bánh mì này là người ăn an toàn nha. Như trong mấy cái rau hay gì mà có cái thuốc bảo vệ thực vật là mấy con này ăn là nó chết hết. Cái này thì nó ăn ok. Đó, mọi người thấy không? Kinh không? Mình mới bỏ vô khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi mà nó ăn không còn cái gì luôn. Ăn xẹp xuống hết luôn mọi người thấy không? Cái ô này là rộng khoảng 3 mét, dài 20 mét. Nãy mình mới đổ khoảng 7 chiếc xe rùa bánh mì, 7 chiếc, mỗi chiếc khoảng 50 kg thì nó ra khoảng 7535, 350 kg. Với diện tích này là khoảng 60 mét vuông. 60 mét vuông thì khoảng nhân 10 lên khoảng 600 kg sâu. 600 kg sâu nó ăn hết luôn. Trong vòng nửa tiếng nó ăn không còn cái gì luôn. Còn lùng dụng không phải không? Không còn gì hết trơn. Ăn bằng phẳng rồi luôn. Trùng này cũng rất to nha mọi người. Vi sinh đó hả? Vi sinh bỏ hình như nó xử lý nước nữa chứ không phải là nó bệnh sao? Men này nè, em ở này nè. Cái ông cái rồi đó, bán về Cà Mau được, Bạc Liêu được, thường xuyên. Cá rồi chắc ta cũng bỏ vi sinh nữa chứ hả? Ừ. Xử lý mà cái phần của nó, không phải phần của nó lên bằng cái gì? Nước đó. Kêu bằng cái gì? Ammoniac gì đó. Là nó cũng chết cá rồi đó. Cứt phân của con cá đó độc lắm á, độc lắm chứ không phải chơi đâu. Nước mà không lưu thông thường ba phân nó đầu độc nó chết luôn. Cá ao luôn trời. Quay chất độc quay lên này là đồ của Trung Quốc. Đầu độc Việt Nam nè. Sâu ăn không chết, người ăn sao chết. Vậy? Sâu này có quá chất nào nhẹ nhẹ là nó ăn nó chết liền à. Nè. Ừ. Sâu này anh bỏ thử lá cải vô ăn chút xíu là rụi hết. Chết. Sâu này có chất quá chất là nó chết liền à. Tính ra mấy cái này là không độc nè. Thấy nó màu mè chứ nó đâu độc. Bánh mì. Khỏi khỏi xịt kia nhẹ mà xịt gì.